Tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đặc phái viên John Kerry trong triển khai nỗ lực toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực này trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, đáp ứng lợi ích và quan tâm của nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, triển khai các bước thực hiện thỏa thuận JETP đã ban hành quy hoạch điện 8, trong đó có thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam, vận động các tổ chức hỗ trợ Việt Nam bằng những chương trình, dự án cụ thể như chống sụt lún do biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi năng lượng sạch. Đặc phái viên John Kerry khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động trong khu vực, ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Đánh giá cao Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ghi nhận các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Đặc phái viên John Kerry cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái. Với tư cách là người bạn lâu năm của Việt Nam, ông sẽ ủng hộ và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, thực hiện các cam kết tại COP26 cũng như các hội nghị tới đây của các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.